Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư mình đập tỏi à. Đây, cái bụng ké nè. Ngày thứ tư này nha. Thì bụng ké nè. Nó chết rồi, mình mới tắm xong rồi. Mình sẽ đắp cho nó chết luôn, chết hẳn luôn. Đắp nay ngày thứ tư rồi đó, nó có mấy miếng chai này nè, miếng chai này. Giờ mình sẽ bấm sơ sơ nó rồi mình sẽ đắp nè, tỏi mình giả sẵn ra nè, tỏi một miếng thôi, tí xíu à, củ tỏi mình cắt một lát nhỏ thôi, mình ra nè, đó cái ngòi nó đen chết rồi đó, y như máu bầm nó có cái ngòi ở trong á. Gần quá nó không lấy nét được. Mình sẽ bấm nó ra rồi mình đắp tỏi vô tiếp. Mình sẽ bóp lại vậy nè, mình cắt nó không có đau. Lấy kìm. Kìm bấm bấm da. Kìm bấm ba bấm da nè. Đó. Cắt nó. Cắt ra xong rồi đắp tỏi vô. Miếng cái miếng nha, ông keo có nhân đâu mất tiêu, keo có nhân được rồi, cho mình lấy ông keo có nhân nè băng lại. Đây là đồ thủ thuốc của nhà, lấy ông keo có nhân nè, đây nè. Cái miếng này băng lại, ông keo này xài được 2 lần, thì mình cắt nó ra trước, da nó đang mềm, da đang mềm đấy, mình cắt nó ra trước nè mới được. Da nó đang mềm mà dễ cắt, để cho nó hồi nó cứng ngắc cắt đau. Mới tắm xong á, chiều đi làm về tắm rửa xong rồi, xong rồi mình nhé. Để cắt bóp nó vô như nè, bóp nó vô này nè. Cắt cắt cũng không dám cắt nữa bạn, thốn đó. Cắt xung quanh nè, cắt sơ sơ này đó. Cắt mấy miếng chai này cắt như vậy nó hốn lắm, mình phải bóp vô vậy nè, bóp vô vậy chắc nó không đau. Còn mình không bóp vô chắc nó hốn lắm, chết rồi, bấm hơi sâu rồi, bấm sâu quá nó chảy máu rồi, sâu quá nó chảy máu á. Nhìn mình thấy thốn quá, đúng rồi, chài vô máu rồi, rướm máu rồi mẹ ơi, rướm máu rồi thôi, thôi vậy chơi được rồi, vậy đắp tỏi được rồi, đó vậy cái mình nè, lấy tỏi mình đắp vô, mình cắt sâu được nữa nhưng mà, ơi nhìn nhìn nó thốn quá. Nhìn nó thốn chứ không phải là mình thốn, nhìn nó hơi thốn, nó sâu lắm mà nè, đó nó sâu vô nè, rướm máu rồi, không biết đắp tỏi nó sót không nè. Ai chà, cái này keo này sẽ ăn keo à, rồi là mình chơi nha. Chà, cái này chơi hơi thốn nha, thốn lắm. Mình đắp nữa. Cái băng keo này ngày đầu mình để miếng này, cái này sau, cái này, ngày sau nữa cái mình lột này ra luôn, thay miếng tỏi khác, cái mình băng chơi miếng tỏi nhỏ nhỏ vậy thôi, đắp vô
giờ tới sáng ngủ dậy tới sáng tháo ra nhìn nó thốn quá. Nay không không có chơi xuất thuốc nữa, coi coi nó có sành không, chứ mình xuất thuốc nó thấy nó sành, nó sành rì, không biết phải do thuốc nó làm cho tỏi nó sành không, chứ mấy miếng tỏi mình đắp nó có bị sành không. Rồi nắp nha, đắp tới tới sáng tháo ra. Ui chà, xót. Ây da, trời. Ui da 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 da. Trời, được được. À, xót quá. Ôi xót quá. Trời ơi. Ây da. Chết cha. Trời ơi máu. Nó chảy máu xót muốn chết. Chết. Trời ơi. Không được, xót quá. Ây da. Chân mình bấm sát quá, bấm sát quá chạy máu không được các bạn ơi. Ây da, xót xót. Bấm sơ sơ các bạn, đừng bấm chạy máu, trời bấm chạy máu xót quái đấy. Ôi xót quá, không được. Cái này mới để cho nó lành lạnh đi các bạn ơi. Ôi, cái này mà đắp tỏi vô chết. Trời ơi. Ây da, nãy mình chơi mình cắt hơi sâu á, cắt hơi sâu à. Ây da, trời ơi, cái này nè, nó sót rồi chứ, trời ơi. Một ngày mình đắp một lần thôi, nhưng mà đừng cắt chảy máu bạn ơi, cắt sơ sơ là cắt mà nó vô sâu quá vậy, mình chơi sâu quá là nó sót lắm. Ôi chà, mình mới đắp vô cái lọt ra liền luôn á. Ồ, nó sót. Ôi trời ơi, nó sót, nó trúng máu á. Đây nè, trúng máu nè. Ôi trời. Ngày mai không cắt nữa. Ý là mình cắt cái này hơi sâu nè, mình hơi cắt thấy ít thôi. Cái này cắt sâu quá. Cái này để từ từ nó lành cũng hết rồi, nhưng mà muốn trị cho nó tiệt luôn, mà mình đắp cho nó tiệt luôn. Mấy bạn nói đắp tỏi khoảng chừng 3 ngày là hết à, mà mình đắp nay ngày thứ tư đó, ngày nay mà đắp nữa là ngày thứ tư đó. Mà mấy bữa trước mình bắp mà không có bấm sâu gì đâu, mình để cho ấy thôi, không không cần bấm gì đâu, mình bấm này hơi sâu rồi. Bởi vì nó sâu vậy là nó sâu vậy là nó thốn lắm, nó sót. Trụ đắp vô cái nó sót chịu nổi luôn, đi gỡ ra liền luôn á. Trời ơi, sót kinh khủng luôn. Không được, em không không có không không nên không nên cắt sâu quá. Này chắc tỏi này bỏ rồi. Này rúm rúm máu nè, rúm máu rồi. Đau quá, rớm máu. Ây da, này đau phải đáy sốt gồng sốt lắm. Không được rồi, khuyên mấy bạn là không nên bấm sâu nha, bấm sâu kiểu này là đắp tỏi vô là tới đáy nha bạn. Không được này, mình nếu như nãy mình đừng cắt, mình để vậy mình đắp luôn thì được, mình đắp nó vô nó như kim chích thôi bạn, nó như kim chích nữa, kim chích 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 nhẹ nhẹ mình chịu được. Chứ rồi mấy bạn cắt kiểu giống như mình, tuy là nó mình tắm xong cái mình bóp vô như nè, mình cắt là nó không nghe đau đớn nhá, không đau đớn gì luôn, mình bóp vô như nè mình cắt ok luôn, mình cắt sâu cỡ nào cũng được ok liền, không có đau. Nhưng mà để như vậy mình cắt là đau nè, để cắt vậy là thốn lắm. Nhưng mà mình cắt mà mình đắp tỏi vô là tự ơi
nó xót mà nó thốn, nó xót nè. Này là coi thua đó, ngày mai cho nó liền da lại phải đắp mới được, liền da lại phải ơi. Còn giờ mà đắp nữa là thôi thôi khóc tới nguyên luôn, không được không được, không được. Thôi kết thúc video này, này thua rồi.